À, và một tin nhỏ này xin mời bác đại diện phái đoàn nhà trai ạ. Bác đại diện phái đoàn nhà trai đó ạ. Vâng, xin mời chú giải của tôi đứng giữa nào. Chú giải của tôi đứng ở giữa. Vâng. À, và những ly rượu này thì xin mời chú rể sẽ mời rượu đại diện là trai, đại diện là gái, và cô dâu sẽ mời rượu mẹ. Cô dâu nào? À, và với những rượu này thì những người con rất mực yêu thương sẽ mời rượu những người cha là mẹ, người đại diện. Xin mời hai bạn là chú rể cô dâu đan tay vào nhau nào, vòng tay như mọi hôm nào, quay vào nhau một góc nào, đan tay vào nhau nào, không quay một bước một chút nào. Hai vị đại diện nào, hai vị đại diện đứng nào, quay vào nhau nào. Các bạn ơi, cùng đếm với tôi 1, 2, 3, cùng ly đúng không ạ? Hai em đang tay nào. Các bạn ơi, cùng đếm với tổ chức nào. 1, 2, 3, cùng ly nhé. Khoan nào. À vâng, xin mời. Vì chương trình rất là thời tiết thì rất là ủng hộ. Và cái chương trình sẽ cùng ly. Còn sau khi cùng ly thì xin mời chú rể và cô dâu cùng với quý vị sẽ để ly rượu lên bàn. À vâng, sau đó là chương trình cùng ly rượu đúng không ạ? Để chúc phúc, xin mời hai vị đại diện sẽ bước lên nào. Còn bắt tay nhau một cái ạ. Bắt nhạc nào, cho nhạc nào. Và sau đó thì xin mời hai vị sẽ di chuyển về phía trong nhà chương trình. Ok, và xin mời bà sẽ di chuyển xuống chương trình sẽ được liên tục. Và ngay bây giờ ở đây thì chương trình giao lưu văn nghệ để chúc phúc cho hai bạn trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin mời hai chú rể của tôi sẽ đi xuống dưới và chương trình mời nước và xin mời.